đâu cái này là cái cassette mà cái slide mà có thì cái NSF đó thì khả năng giảm đau nó ở cái mức trung bình. Nếu mà tháng viên thì nó cũng ở mức trung bình, tháng có giảm đau thì nó cũng ở mức trung bình. Thì thằng này cái gì nó cũng bình bình hết trơn á, nó không có quá nào rồi. Khả năng giảm đau của NSF thì nó chủ yếu trên cơ chế là cơ chế ngoại biên. Đây là cái giảm đau tác dụng cái ngoại biên là chính. Nó khác với lại cái giảm đau trên thần kinh trung ương. Trên thần kinh trung ương thì các chị có những cái opioid. Khởi nguồn của nó là cái opiat, là cái thuốc về thằng opiat hay là những cái opioid. Đây là cái giảm đau rất là mạnh trên thần kinh trung ương. Nó là cái top 10 nhóm dẫn đầu trong cái giảm đau. Tuy nhiên thì nó đi kèm với khả năng rất là gây nghiện, tác dụng phụ rất là khó khăn để mua cái thuốc giảm đau trên thần kinh trung. Cái bài này các chị mới vừa học xong cái bài Colibin. Và chúng ta nói một cái nhóm giảm đau nữa, gọi là cái giảm đau trung bình, giảm đau phối hợp. Nó nằm ở lưng lửng giữa cái giảm đau lên thần kinh trung ương và ở phía trên so với lại cái giảm đau NSF. Vậy thì cái giảm đau giảm phối hợp này là gì? Nó không phải là những cái hoạt chất mới, mà chủ yếu là những cái thuốc mà người ta phối hợp giữa cái giảm đau của trung ương với lại cái NSF thì chúng ta được cái nhóm gọi là nhóm thuốc giảm đau, giảm phối hợp. Thì tùy theo cái hàm lượng của các hoạt chất, ví dụ như là paracodin thì codin là giảm đau thần kinh trung ương, còn paracetamol là một cái nhóm giảm đau ngoại biên. Tùy thuộc vào cái nồng độ của codin mà trong cái quản lý dược ra, người ta sẽ xếp cái thuốc này là cái thuốc không kê đơn, hay là cái thuốc kê đơn, hay là cái thuốc gây nghiện. Tùy thuộc vào cái hàm lượng hoạt chất. Cái này thì các chị sẽ được tìm hiểu trong cái môn quản lý dược. Các chị học quản lý dược chứ? Đang chuẩn bị quản lý dược không? Chưa học thì mai mốt học. Quản lý dược ta cũng học khá là nhiều học phần. Chúng ta có rất là nhiều những cái thuốc giảm đau, giảm phối hợp. Ngoài cái paracetamol với lại codeine thì các chị còn có cái paracetamol với lại tetrorobocitan. Mà bây giờ cái thuốc para với lại petro là bột xịt phèn đó, nó không còn sản xuất nữa, nên thành ra cũng hơi kiếm để mà tìm gặp những cái hoạt chất như vậy. Hoặc là người ta có thể phối hợp cái para với cà phê in nhằm phối hợp tăng cái khả năng giảm đau. Ngoài những cái thuốc giảm đau thuộc về ngoại biên hoặc là trung ương thì các chị còn có những cái thuốc giảm đau khác. Thì cái thuốc giảm đau này thì thật ra nó không có tác động lên trên cái trung tâm, cái cơ chế của dẫn giảm đau, mà nó tác động lên chủ yếu là ở cơ, nó làm tác dụng lại cả cơ. Ví dụ như chúng ta có cái dạng Metoprolol, thì đây là một cái thuốc giãn cơ tác động lên trung ương. Và chẳng hạn như hôm nào chúng ta đi đi công tác mà đi chơi gì đó đến nhà bạn, người ta ngủ cái giường nó lạ chỗ á, ngủ không quen thì quay tới quay lui sáng ngày hôm sau thấy cái cổ mình nó đau chứ, nó bị trật chứ, do cái cơ của mình nó bị căng quá mức, thì có thể là chúng ta phải sử dụng những cái thuốc mà nó giãn cơ để nó làm tác dụng giảm đau. Ta có thể dùng cái dịch con cắt tim, hoặc là những cái thuốc đó nó làm giảm co thắt. Giảm co thắt này thực ra là nó giảm co thắt cái cơ trên, ví dụ như cái Oscoban. Thì chúng ta biết cái việc dùng Oscoban, nói đến Oscoban thì chúng ta biết rất là nhiều, nhưng ít ai biết được cái tên của nó, thứ nhất là cái gì? Tên của nó là cái Alcin N-Glutathione. Thật ra thì cái tên này nó khó nhớ lắm, nên chúng ta càng nhớ cái chuẩn Oscoban hơn. Cũng giống như là cái đề con vật tiên á, thì cái hoạt chất đó là Memocin. Thường chúng ta khi nào nhớ cái tên Memocin và thường ta nhớ là cái đề con vật tiên. Nói chung thì cái Oscoban này nó có tác dụng làm giảm co thắt, sử dụng trong rất là nhiều những cái trường hợp. Ví dụ như cái co thắt cái dạ dày, nó gây cái đau dạ dày đó, thì người ta cũng có chỉ định cái Oscoban. Hoặc là trong những cái trường hợp làm giãn cái tử cung, hoặc là trong những cái trường hợp gọi là đau bụng kinh á, thì nó cũng có tác dụng là giảm bớt cái đau bụng kinh, nó làm giảm co thắt, và nhiều trường hợp khác nữa.
và chúng ta đã nói sơ lược về cái thằng ứng viên, chúng ta nói sơ lược về cái nhóm NZ nó đứng ở đâu trong cái thang các viên và nó đứng ở đâu trong cái thang giảm đau. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về cái cơ chế các viên của cái chất NZ. Thằng NZ à, thì nó các viên. Nếu mà chúng ta có một cái cơ quan bị tổn thương, tức là cái tế bào nó bị phá hủy, và bản thân cái tế bào thì chúng ta lưu ý đến cái lớp màng của cái tế bào. Tế bào động vật thì ta gọi là lớp màng, còn tế bào thực vật thì các chị gọi là cái vỏ. Cái tế bào động vật thì cái lớp màng này bản thân là cái phospholipid, một cái lớp phospholipid kép. Thì cái phần mà phospholipid đó thì nó có cái gốc phosphat, và cái axit là một cái axit béo, là cái axit nó có một cái mặt hydrocarbon rất là dài. Cái axit có mặt hydrocarbon dài đó ta gọi cái axit arachidonic. Khi mà mạng tế bào bị tổn thương á, thì dưới tác dụng của cái enzyme phospholipid nó sẽ phân hủy cái mạng phospholipid thành cái axit là axit arachidonic. Đây là một cái axit hữu cơ thôi, nó có cái nhóm COOH trong cái phần tử và một cái mặt hydrocarbon dài. Từ cái axit arachidonic thì nó được chuyển hóa thành cái chất prostaglandin, và đồng thời nó còn có một cái bước chuyển hóa khác thành cái chất glucogen. Đối với lại prostaglandin thì chúng ta có cái xúc tác signal là một cái enzyme. Enzyme này luôn luôn tồn tại ở bên trong cái cơ thể và nó sẵn có. Khi nào mà có một cái tổn thương thì cái cơ thể nó sẽ xúc tác từ cái mạng tế bào thành axit arachidonic và xúc tác thành cái prostaglandin. Bởi vì trong cơ thể luôn luôn tồn tại cái men cytosinanan cũng như một cái men nó có tác dụng chuyển hóa ở đây tên là phospholipid. Cái này các chị xem thêm trong cái bản liệu đó, cái slide nó đưa lên nó không có mất. Còn một cái nhánh khác thì chúng ta có cái enzyme lipoxygenase, thằng này nó sẽ chuyển hóa thành glucogen. Bản thân glucogen nó sẽ có tác dụng gây co thắt những cái mao quản, những cái túi khí nhỏ trong phổi đấy. Và nếu như nó co thắt thì nó sẽ làm khởi phát cái cơn hen suyễn, thường thì mình gọi là cái suyễn trong từ ngữ chính thức hơn là nó là cái hen. Với cái hàm lượng của glucogen quá cao thì nó sẽ khởi phát cái cơn hen suyễn. Còn đối với cái chất prostaglandin thì ngay tại ổ viêm á, ngay tại cái vị trí của vết thương á, là prostaglandin thì đầu tiên nó sẽ làm cho cái mạch máu, những cái mạch nhỏ, những cái mao mạch á, đầu tiên là nó sẽ co lại, nó sẽ co thắt lại. Tại sao phải co thắt lại? Khi mà chúng ta bị tổn thương thì đầu tiên cái mạch máu sẽ co lại để nó hạn chế cái sự chảy máu và nó hình thành nên cái cục máu đông, nó sẽ bít lại cái vết thương. Sau khi một cái giai đoạn co thắt thì tiếp theo là những cái mạch máu nhỏ đó, nó lại đến cái giai đoạn là nó giãn ra. Thì khi nó giãn ra thì nó làm thoát dịch, thoát huyết tương ra ngay tại cái vết thương, ngay tại cái ổ viêm á. Khi nó thoát dịch ra như vậy thì nó làm cho cái ổ viêm nó sưng lên, sưng tấy lên. Và nhìn vào đó thì các chị sẽ nhận thấy cái điểm đặc trưng của một cái ổ viêm. Cái sưng này là nóng đỏ, và dĩ nhiên là cái cảm giác là cảm giác đau. Rằng ở ngay tại cái ổ viêm đang sưng, đang nóng đỏ đau như thế này nè, thì cơ thể nó mới tiến hành quy động những cái tế bào, ví dụ như tế bào mạch cầu, đến dọn dẹp đi những cái mầm bệnh và bắt đầu cái quá trình là xây dựng, kiến tạo lại, sửa chữa đi những cái hỏng hóc. Và dần dần đó thì chúng ta sẽ bình phục, cái ổ viêm dần dần nó sẽ tiêu biến đi và cái vết thương nó lành lại. Tuy nhiên trong một số trường hợp đó, thì cái ổ phản ứng viêm nó bị đẩy đi quá xa, hoặc là cơ thể nó nhìn nhận cái ổ viêm một cách sai lầm. Ví dụ như là cái sụn khớp của cơ thể mình nó bị thoái hóa, thì cơ thể mình không biết mà cứ đánh vào trong đó ngay cái phản ứng viêm, ngay tại những cái khớp, làm cho nó sưng tấy lên rất là đau đớn, ta gọi là cái tình trạng khớp đó. Hoặc là nó tấn công lên những cái sản phẩm chuyển hóa của cơ thể như là cái acid uric, và nó gây nên cái tình trạng gọi là quốc. Và trong nhiều cái trường hợp khác nữa, cái phản ứng viêm nó đi qua xa và nó làm cho cơ thể mình nó có
nhiều cái thuận lợi hơn. Trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta có thể sử dụng thuốc. Cái thuốc mà kháng viêm tốt nhất á, cho được cái phản ứng viêm mạnh nhất á, kháng viêm mạnh á, thì đó chính là những cái corticoid. Và những cái corticoid thì nó mang trong mình cái cấu trúc, cái nhàn xương, cái khung á, là cái khung steroid. Cái khung steroid có nghĩa là cái khung có ba cái dòng sáu cạnh. Này là chắc chị đã gặp rồi. Rồi nó tương kết thêm một cái dòng năm cạnh. Đây là khung steric. Đây là cái khung chính của rất là nhiều những cái hoạt chất sinh hóa trong cơ thể chúng ta. Chẳng hạn như là những cái hormone. Hormone của cái tuyến bỏ thực phẩm đó, thì nó cũng dựa trên cái cấu trúc này. Đó cũng là hormone sinh dục. Thì nó cũng dựa trên cái cấu trúc này. Và một cái loại gọi là cholesterol, một cái chất béo, thì nó cũng dựa trên cái cấu trúc này. Chất béo trong cơ thể thì nó có hai dạng. Một đó thì nó dựa trên cái khung steric, và hai á thì nó là cái triglyceride, tức là chúng ta có cái tên mắc con mắt, cái này gọi là glycerin. Thì chúng ta sẽ tạo ra được với lại những cái axit và axit béo á, cái axit mà mặt glucagon nó dài á, thì ta sẽ thu được đây là cái cấu chất béo thuộc nhóm triglyceride. Còn là cái cấu trúc này thì nó có thể nó tạo ra cái cholesterol, một cái chất hết sức là cần thiết cho cơ thể. Nếu mà thiếu cái cholesterol đó, thì cơ thể nó sẽ mất đi một cái nguyên liệu để mà sinh tổng hợp ra những cái hormone. Vậy thì cái chế độ ăn mà ăn kiêng quá, ăn nghèo á, ăn ít chất béo, ăn ít cholesterol thì nó cũng có ngại, chứ không phải là có lợi cho họ đâu. Chúng ta khi ăn uống thì cũng phải gọi là điều độ, chứ đừng có quá kiêng cữ đi thì quá.